Sáng ngày 12 tháng 10, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. 5 tháng 10 năm 2004, 5 tháng 10 năm 2024. Đến dự có ông Trịnh Văn Phước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Báo Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, Công đoàn Khu Công nghiệp các tỉnh thành trong nước. Trải qua 20 năm thành lập, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Khu Kinh tế luôn khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Công tác phát triển đoàn viên công đoàn đặc biệt được quan tâm. Trung bình hàng năm, số lượng đoàn viên tăng 6,95%. Tổng số đoàn viên hiện nay chiếm tỷ lệ 95,33% so với tổng số lao động, vượt chỉ tiêu hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh giao. Đến nay, Công đoàn Khu Kinh tế quản lý 215 công đoàn cơ sở với hơn 121.000 đoàn viên. Bên cạnh đó, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tích cực xây dựng mối quan hệ lao động thân thiện hài hòa trong các doanh nghiệp. Công đoàn Khu Kinh tế luôn quan tâm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động như trao tặng 95 căn nhà mái ấm công đoàn, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình Tết sum vầy, gian hàng không đồng, trao tặng vé tàu xe cho công nhân về quê trong dịp Tết với số tiền trên 84 triệu đồng, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong đại dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 61 tỷ đồng. Với những kết quả quan trọng trong 20 năm thành lập, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh có 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 2 cờ thi đua, 58 bằng khen, 35 kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 6 cờ thi đua, 28 bằng khen. Nhiều năm liền được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua. Phát biểu chúc mừng, ông Trịnh Văn Phước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh trong 20 năm qua, góp phần xây dựng Công đoàn tỉnh Tây Ninh ngày càng phát triển. Tôi mong rằng là các đồng chí trong ban chấp hành, trong ban thường vụ của Công đoàn Khu Kinh tế, các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở thuộc cái Công đoàn Khu Kinh tế, các đồng chí tiếp tục phát huy cái tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất để mà chúng ta hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, cụ thể hóa, thực hiện tốt các cái nghị quyết của Đảng đối với công đoàn, trong đó có nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Rồi chúng ta thực hiện cái chương trình 88 của tỉnh ủy. Như vậy thì đó là những cái nghị quyết rất là quan trọng, rất quan trọng. Hay là đặc biệt cái đề án số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành và chúng ta đang triển khai thực hiện làm sao để tập hợp đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Tại lễ kỷ niệm, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh khen thưởng cho 20 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động Công đoàn Khu Kinh tế từ 15 năm trở lên và tri ân nguyên lãnh đạo Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp đã đồng hành cùng Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh trong các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn.